Đảng Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn bán nước cầu vinh. Đây là sự thật không thể chối cãi như mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề Những câu hỏi không thể giải đáp sẽ được Sông Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Những câu hỏi không thể giải đáp. Những câu hỏi này thật thường tình, nó chẳng có gì cao xa cả. Nhưng nếu các dư luận viên hoặc những ai còn ca tụng Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam là những người yêu nước mà trả lời chính xác được 1/3 số câu hỏi này thôi, thì sẽ chẳng còn ai muốn viết về Cộng sản hoặc sự thật về Cộng sản Việt Nam nữa. Sở dĩ người viết gọi là những câu hỏi không thể giải đáp là vì biết nó bất khả thi với sự ngụy biện và thực tế không thể chối cãi của Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, bài viết này cũng xin dành tặng tác giả Nguyễn Ngọc Già, bởi vì trước khi bị bắt, tác giả Nguyễn Ngọc Già đã có những thách thức mà không một dư luận viên hay đảng viên nào có thể giải thích được. Này, anh đang ở tù, với lòng cảm mến đối với anh, tôi muốn gửi đến các dư luận viên, các đảng viên Việt Cộng những câu hỏi với mong muốn khai thông những cái đầu còn u mê của tầng lớp dư luận viên ăn lương đảng, làm tay sai cho giặc. Câu hỏi 1. Vì sao Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam nói rằng yêu nước mà lại dùng công hàm Phạm Văn Đồng để dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu Cộng? Nếu coi Hoàng Sa, Trường Sa chỉ là của Việt Nam Cộng Hòa theo cách biện luận của Cộng sản Việt Nam, vậy thì công cuộc thống nhất đất nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang tự kể công để làm gì? Thống nhất đất nước lại không bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa hay sao? Nếu coi Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì tại sao lại công nhận nó là của Tàu? Tại sao không cho phép tri ân các anh hùng đã ngã xuống trong trận chiến 1974 và sau đó cả những người lính Cộng sản Việt Nam chết năm 1988? Phải chăng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán nước mà phải ngậm miệng ăn tiền? Câu hỏi 2. Vì sao trên thế giới chỉ còn vài nước theo chủ nghĩa Cộng sản và những nước này đều nghèo nàn lạc hậu? Vậy, thứ chủ nghĩa gọi là vô địch thiên hạ bách chiến bách thắng mà Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền đã đi đâu và làm gì cho dân tộc Việt Nam này? Nếu thật sự chủ nghĩa Cộng sản đem lại vinh quang cho dân tộc Việt và Việt Nam vẫn đang trên đà gọi là phát triển như nhiều người đảng viên, đội ngũ dư luận viên ca tụng, thì tại sao các cán bộ cao cấp Cộng sản Việt Nam từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nhân Dân đều mua nhà cửa, gửi con cái chạy ra nước ngoài mà không sống với chế độ Cộng sản tốt đẹp? Điển hình nhất là con gái của Nguyễn Tấn Dũng vừa mới lấy quốc tịch Mỹ với cái tên Helen Nguyễn. Câu hỏi 3. Tại sao Cộng sản Việt Nam nói rằng họ bảo vệ đất nước nhưng lại đàn áp các cuộc biểu tình yêu nước và chưa hề bảo vệ được bất cứ một tàu đánh cá nào hoặc một ngư dân nào bị giặc tàu bắt đòi tiền chuộc cả? Vậy Đảng Cộng sản Việt Nam và quân đội, hải cảnh đã nói là bảo vệ nhân dân ở chỗ nào? Câu hỏi 4. Tại sao Cộng sản Việt Nam nói ở Việt Nam có nhân quyền, có tự do ngôn luận, lại không cho báo chí tư nhân và công đoàn độc lập hoạt động như các nước khác? Câu hỏi 5. Ai đã cấp giấy phép hoạt động cho Đảng Cộng sản Việt Nam? Xin mời trưng ra giấy phép đó. Một đảng phái muốn hoạt động hợp pháp thì phải có giấy phép hoạt động. Điểm này là bằng chứng quan trọng nói lên Đảng Việt Cộng là kẻ cướp. Đó là chưa kể chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim. Câu hỏi 6. Đảng Cộng sản Việt Nam nói điều 4 hiến pháp là để bảo vệ quyền lãnh đạo của đảng. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại nói đất nước của dân, do dân, vì dân. Vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưng cầu dân ý công khai về điều 4 hiến pháp hay chưa? Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại tuyên bố hiến pháp không bằng cương lĩnh đảng? Câu hỏi 7. Ở những nước tự do, người ta không cần ai định hướng dư luận cả, thì tại sao ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam lại sinh ra cái đội ngũ dư luận viên để định hướng suy nghĩ người khác? Những người này ăn tiền thuế của dân mà không thông qua ý dân thì giải thích ra sao? Câu hỏi 8. Quân đội và công an của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều có tên là Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.
thì tại sao quân đội và công an lại không bảo vệ người dân mà chỉ biết còn đảng còn mình? Câu hỏi 9. Đảng Cộng sản Việt Nam nói Việt Nam Cộng hòa là ngụy, mà ngụy tức là bán nước. Vậy đảng Việt Cộng hãy trưng ra bằng chứng Việt Nam Cộng hòa đã bán phần đất nào của Tổ quốc? Câu hỏi 10. Cộng sản Việt Nam nói họ không bán nước. Vậy Cộng sản Việt Nam hãy chứng minh vì sao thác Bản Dốc vào thời Pháp còn nằm trong lãnh thổ Việt Nam và tính từ thác đến biên giới Việt Trung là 5 cây số, mà nay thác chỉ còn một nửa là của Việt Nam. Câu hỏi 11. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại xuất khẩu lao động rồi sau đó cho công nhân tàu có trình độ thấp vào lao động tại Việt Nam? Đây không phải là bán nước và tiếp tay cho giặc để Hán hóa Việt Nam sao? Thật ra thì vẫn còn hàng ngàn cách tại sao mà Đảng Cộng sản Việt Nam không thể trả lời. Nhưng tạm thời chỉ gửi đến dư luận viên và Đảng Cộng sản Việt Nam 11 câu hỏi trên mà thôi. Bởi vì tôi tin chắc để trả lời nó có tình, có lý thì đã là bất khả thi đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.